Xin chào các bạn. Và trong cái ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết mà các bạn có thể tìm được một người bạn đồng hành đúng nghĩa, tìm được một người có cùng lý tưởng với các bạn, cùng ước mơ với các bạn, và có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và cùng phát triển, cùng hoàn thiện lẫn nhau. Tôi có một người bạn và tôi đã hỏi người bạn này 4 câu hỏi mà tôi nghĩ là các bạn cần phải ghi lại 4 câu hỏi này để các bạn cất vào túi, khi gặp ai đó thì các bạn sẽ hỏi những người bạn đó để chúng ta tìm ra được một người bạn có cùng ý tưởng, có cùng sở thích, có cùng ước mơ đối với chúng ta để chúng ta có thể hợp tác với họ. 4 câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, nếu trong vòng tôi đã hỏi người bạn đó, nếu trong vòng 4 năm nữa mà tôi gặp lại bạn thì tôi sẽ hy vọng bạn sẽ có những cái sự thay đổi gì? Đấy. Tôi sẽ thấy được bạn có những cái sự thay đổi gì? Và người bạn này đã trả lời tôi có sự thay đổi là tôi sẽ giàu có, tôi sẽ có địa vị xã hội, vân vân. Đấy. Vậy thì tôi hỏi câu hỏi thứ hai, đó là vậy thì những khó khăn nào để bạn hay là anh chị đạt được cái sự thay đổi đó? Đấy. Và người bạn này lại tiếp tục giải bày, tiếp tục phát họa lên ý tưởng, lại tiếp tục nói cho tôi hiểu. Đấy. Và tôi lại hỏi tiếp câu hỏi thứ ba, đó là vậy thì có những cái khó khăn nào để anh chị bạn đạt được cái sự thay đổi đó? Đấy. Vừa rồi thì tôi đã hỏi thuận lợi nào, đúng không? Tiếp theo tôi lại hỏi là những khó khăn nào. Đấy. Đấy. Và câu hỏi thứ tư, câu hỏi cuối cùng, đó là vậy thì cái sự thay đổi đó nó sẽ mang lại cho anh chị bạn, đấy, những cái sự thay đổi nào, những cái bước tiến đột phá nào trong vòng 5 năm tiếp theo. Đấy. Và như thế, đó là 4 câu hỏi mà các bạn hoàn toàn có thể ghi lại để các bạn khi mà gặp một người nào đó, các bạn có thể hỏi để chúng ta có thể biết được cái ý tưởng, lý tưởng của người bạn đó, và có thể biết được cái sở thích, cái mục tiêu, cái ý chí phấn đấu của cái người đó. Đấy. Và thông qua đó chúng ta có thể tìm gặp được cái người bạn đồng hành của chúng ta. Và nếu như có một người bạn nào đó mà khi mà các bạn hỏi 4 câu hỏi này mà họ không chia sẻ gì hết, họ bảo tôi trong vòng 5 năm nữa tôi gặp bạn thì tôi cũng chả biết nói như thế nào nữa, thì các bạn, theo tôi nghĩ là các bạn không nên kết bạn với người đó. Bởi vì họ chẳng có ý tưởng, lý tưởng gì hết. Họ chẳng có một cái gọi là ước mơ hoặc là cái quan điểm sống gì hết. Đấy. Thì các bạn không nhất thiết phải kết bạn với họ. Đấy. Như thế. Các bạn nhớ nhá, ghi lại 4 câu hỏi này để các bạn có thể để trong túi của các bạn ấy, túi áo của các bạn ấy. Khi đi đâu thì các bạn hỏi những câu hỏi đó. Và sau khi hỏi các bạn dừng lại để cho hỏi mỗi một câu ấy, các bạn dừng lại để cho họ trả lời. Đấy, để cho họ giải bày. Và thông qua đó các bạn có thể tìm được người bạn đúng nghĩa với mình. Tôi nhắc lại 4 câu hỏi nhé. Nếu trong vòng 3 năm hoặc là 5 năm nữa tôi gặp lại bạn thì tôi sẽ hy vọng sẽ thấy được cái sự thay đổi nào từ phía bạn, ở bạn. Đấy. Câu hỏi thứ hai là có những cái thuận lợi nào để các bạn có thể đạt được những cái sự thay đổi đó? Có những cái khó khăn nào để các bạn, để bạn, anh chị có thể đạt được cái sự thay đổi đó? Và cuối cùng là cái sự thay đổi đó nó đã mang lại cái giá trị gì cho cuộc sống của bạn? Nó mang lại sự nó mang lại những cái ích lợi gì cho bạn? Những cái bước đột phá gì cho bạn? Và tôi đã áp dụng những câu hỏi này để tôi hỏi bạn tôi. Tôi hỏi ngay cả những cái người mà tôi quen biết trước đó, hoặc là ngay cả những người sếp của tôi cũng vậy, thì họ trả lời. Và tôi đã chọn được người bạn của tôi. Và khi mà họ trả lời ấy, khi mà tôi trò chuyện với bạn thôi ấy, kết thúc câu chuyện ấy, bạn tôi bảo là đây quả là một buổi nói chuyện rất là tuyệt vời, bạn rất tuyệt vời. Đấy, như thế. Chỉ 4 câu hỏi thôi, với 4 câu hỏi đó. Ok. Và kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi nói chuyện tiếp theo.